Hành trình thăng hạng nhan sắc của Best Face Miss Universe Việt Nam, Nam Anh vượt mặt cả top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới Thảo Nhi Lê. Là một trong những thí sinh được mệnh danh là chiến binh 5.000 máu của Miss Universe Việt Nam, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, Nguyễn Thị Lệ Nam về cuối hành trình càng chứng minh khả năng chiến đấu của bản thân. Theo dõi hành trình của người đẹp gốc Tiền Giang từ thời điểm còn là cô gái thôn quê chân chất, netizen ắt hẳn không khỏi ngỡ ngàng. Cụ thể, tại bán kết cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 diễn ra vào ngày 21 tháng 6, cái tên Nguyễn Thị Lệ Nam để lại trong fan sắc đẹp nhiều ấn tượng. Bên cạnh những sải bước chuyên nghiệp và thần thái hút mắt nhìn trên sân khấu, thí sinh mang số báo danh 337 còn khiến netizen vỡ òa khi xuất sắc nhận giải thưởng Best Face. Cô xuất sắc vượt qua Lê Thảo Nhi, thí sinh từng lọt top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới để giành chiến thắng Best Face. Thành tích này không chỉ khiến bản thân Nam Anh ngạc nhiên mà đến cả người hâm mộ cũng vô cùng ngỡ ngàng. Người đẹp sinh năm 1996 có màn nhân đôi chiến thắng khi được xướng tên cho giải thưởng Đại sứ vì cộng đồng. Đây được xem là dấu ấn đặc biệt trong suốt hành trình thăng hạng nhan sắc của mỹ nhân gốc Tiền Giang này. Thời điểm khi chưa góp mặt nhiều vào các hoạt động trong giới giải trí, Nam Anh thường xuất hiện chung khung ảnh với nam em, ghi điểm bởi vẻ ngoài giản dị. Dù sắc vóc thời còn phèn được nhận xét không nổi bật bằng em gái song sinh, song Lệ Nam vẫn tỏa sáng nhờ nụ cười rạng rỡ. Trước đây, thời điểm còn đang dùi mài kinh sử trên ghế nhà trường, dù nhan sắc của cặp chị em song sinh có phần nổi trội hơn hẳn, thế nhưng phong cách ăn mặc của hai chị em lại có phần hơi quê, nên vẻ xinh đẹp cũng bị giảm đi nhiều phần. Sau này khi mới lấn sân vào showbiz, Lệ Nam cũng nhiều lần bị soi ra lối ăn mặc và trang phục không phù hợp, khiến cô bị già đi trông thấy. Tiếp thu những góp ý của cộng đồng mạng, người đẹp đã có nhiều sự thay đổi tích cực trong phong cách thời trang. Đến năm 2018, Lệ Nam dần trở nên quen mặt hơn với công chúng khi góp mặt tại cuộc thi Người mẫu thời trang Việt Nam. Tại đây, cô mang đến vẻ đẹp cá tính mạnh mẽ, thần thái sắc sảo hơn. Nhan sắc cùng kỹ năng của Lệ Nam tại thời điểm 4 năm trước giúp cô giành danh hiệu quán quân. Tuy nhiên, đến với The Face Việt Nam 2018, người đẹp về đội huấn luyện viên Thành Hằng và dừng chân sớm. Ngoài gương mặt thu hút, Lệ Nam tại chương trình còn tạo dấu ấn bởi những biểu cảm, câu nói hài hước trong từng bộ ảnh thời trang hay tại hành trình Miss Universe Việt Nam 2022. Lệ Nam chiêu đãi netizen vẻ đẹp gương mặt hút mọi ánh nhìn, thậm chí camera thường của team qua đường cũng không là vấn đề đối với cô. Với nhan sắc hiện tại, fan sắc đẹp đang nóng lòng nhìn thấy sự tỏa sáng cũng như kết quả mỹ mãn cho sự nỗ lực của cô tại chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. Không chỉ đi thi cho riêng mình, người đẹp Tiền Giang còn mang theo cả ước mơ của em gái nam em, người từng lọt top 10 Miss Universe Việt Nam 2015 và trước đó đã có ý định trở lại đấu trường sắc đẹp này. Tuy nhiên vào phút cuối, nam em quyết định sẽ không tham gia, nhường cơ hội thể hiện cho chị gái. Lệ Nam cho biết, cô xem nam em cũng như mọi thí sinh khác đều là những ứng cử viên nặng ký và bản thân luôn tự nhắc nhở phải vượt qua mọi thử thách và cố gắng đi đến cùng. Tôi không chỉ thi đấu cho riêng bản thân mình mà còn thi luôn cả phần của nam em nữa. Gánh trên vai niềm tin và sự ủng hộ của em gái, tôi sẽ phải phấn đấu gấp đôi, gấp ba so với các thí sinh khác để bản thân không thấy hối tiếc. Lệ Nam tâm sự, bạn có nhận xét như thế nào về hành trình thăng hạng nhan sắc vượt bậc của Nam Anh tại Miss Universe Việt Nam, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022? Hãy để lại bình luận bên dưới nhé! Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé!